Mọi người cũng có thể nhìn thấy ở đây là Ngọc có đưa cho mọi người cái biểu đồ về CPI, cái chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta. Và cái tháng 5 này tiếp tục là một cái tháng mà CPI có phần tăng so với tháng trước, đúng không ạ? Đây mọi người nhìn thấy đây, nó nhích là tháng trước, nếu mà Ngọc nhớ không nhầm cái số này là 4,42. Đấy, tức là tháng 5 này nó có sự tăng nhẹ. Và mọi người sẽ nhìn thấy là bản chất là chúng ta đã đi từ một cái nền thấp là năm 2023. Đúng ạ, tức là mọi người sẽ thấy là vào cái giai đoạn tháng 5, tháng 6, tháng 7, 2023 ở đây thì CPI phần nào đấy là nó đạt được cái mục tiêu của chúng ta là nó chỉ giữ đâu đấy tầm 2-2,5% thôi. Thế nhưng mà cùng với cái câu chuyện mà khi ngân hàng nhà nước chúng ta chấp nhận là hạ lãi suất, đó hạ lãi suất trước Fed để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, thì chúng ta đã chấp nhận cái câu chuyện là CPI nó tăng dần trở lại và bây giờ đã nhích nhẹ lên 4,44%. Đó, 4,44%. Thế thì mà rõ ràng là mọi người sẽ thấy, nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy là cái câu chuyện CPI tăng nó không tốt. Tại vì đây là cái vấn đề lạm phát nó chưa được giải quyết. Nhưng bản chất ở đây là mọi người sẽ thấy đây là cái yếu tố mà ngân hàng nhà nước của chúng ta, chính phủ của chúng ta họ chấp nhận, họ trả giá để họ hỗ trợ, họ phát triển và tăng trưởng kinh tế. Thì đấy là lý do vì sao mà Ngọc nói với mọi người ấy, cái câu chuyện mọi người soi chiếu CPI nó khác về giai đoạn năm 2023 rồi. Tại vì năm 2023 chúng ta kỳ vọng cái câu chuyện là ngân hàng nhà nước họ đảo chiều lãi suất tiền tệ. Đó, thế thì chúng ta kỳ vọng là cái dòng tiền đang đắt nó trở nên rẻ hơn để nó đẩy vào thị trường chứng khoán của chúng ta. Thế nhưng ở hiện tại khi cái câu chuyện đấy đã nhạt dần đi và chúng ta sẽ chú ý đến cái câu chuyện hiện tại, đó là phục hồi và tăng trưởng kinh tế theo đúng cái định hướng của nhà nước. Thế thì rõ ràng mọi người cũng đã thấy là từ đầu năm cho đến nay, khi mà team chọn những cái cổ phiếu cho mọi người thì team đã liên tục ra chọn những cái cổ phiếu là có cái sự tăng trưởng và trả về cái kết quả kinh doanh nó rất là tốt. Tức là cái tư duy đầu tư, cái tư duy chọn cổ phiếu của chúng ta đã khác đi. Đúng ạ? Đó, thế thì mọi người cũng sẽ thấy đây. Thế chắc hẳn là mọi người cũng sẽ đưa ra cái câu hỏi là thế thì khi mà CPI nó tăng như này thì cái nguyên nhân nó đến từ đâu và liệu rằng trong tương lai cái nguyên nhân này nó có đáng ngại không? Tại vì bản chất rõ ràng mọi người sẽ thấy là ở thời điểm hiện tại khi mà nó tăng nhẹ này thôi, đúng không? Chúng ta sẽ thấy là chưa có gì đáng ngại. Thế nhưng mà ví dụ trong tương lai có một cái yếu tố gì đấy khiến chính vì cái yếu tố đấy nó tăng dốc đứng lên và khiến CPI nó bị dốc đứng lên thì sao? Thế thì mọi người cũng sẽ thấy là chúng ta có cái giai đoạn CPI tăng vào tháng 4 năm 2024. Chúng ta đến từ cái yếu tố giáo dục. Tức là mọi người sẽ thấy là học phí của các trường đồng loạt tăng mạnh. Đó, mọi người có nhớ cái câu chuyện đấy không? Rất là nhiều các bậc phụ huynh họ đã chia sẻ lên mạng xã hội ấy, là họ đang than thở câu chuyện là tiền học phí của các con bị tăng. Ngọc cũng không biết là có anh chị em nào đây, chắc là nhiều anh chị em có con rồi và mọi người có để ý cái câu chuyện là đầu năm ấy, giá học phí của nhiều trường họ thông báo tăng ấy vào cái đợt khai giảng. Thế thì vừa rồi ấy, nhà nước đã ra một cái nghị định để gọi là kiềm chế cái vấn đề nó học phí lại. Thế thì khi mà kiềm chế được cái vấn đề học phí lại thì chúng ta có cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện tháng năm này nó nhích lên bởi vì cái yếu tố đến từ thực phẩm. Nó đến từ cái câu chuyện ăn uống. Và mọi người không thể không biết cái câu chuyện đấy nó đến từ giá heo. Đấy là thịt heo hơi của chúng ta, cái câu chuyện là chúng ta đánh DBC, những cái cổ phiếu sóng lợn đấy. Thế thì chính vì cái yếu tố giá lợn tăng như thế nó tác động rất là lớn đến CPI. Và cái rổ hàng ăn và dịch vụ ăn uống như này nó tăng 0,38%, đúng không ạ? Đó, cái mức tăng này của nó là mức tăng lớn nhất. Nó khiến nó tác động vào CPI, tỷ trọng lợn cũng chiếm khá là lớn. Và tiếp theo mọi người cũng sẽ thấy là ở cái phần nhà ở và vật liệu xây dựng chúng ta cũng có cái sự tăng giá, sự thúc đẩy lên CPI. Đó chính là đến từ cái câu chuyện giá điện tăng. Tại vì bây giờ chúng ta đã vào mùa hè rồi, nhà nhà người ta dùng điều hòa cực kỳ nhiều luôn mọi người ạ. Và cái nhu cầu sử dụng điện nó mỗi ngày một tăng. Tại vì mọi người thấy là cái thời tiết nó càng ngày càng nóng, càng ngày càng oi bức. Đó, thế thì chính vì hai cái yếu tố đấy nó đã dẫn đến cái câu chuyện là những cái giá cả về điện này, năng lượng, đúng không ạ? Và tiếp theo là về mảng thực phẩm, đặc biệt là thịt heo, nó tác động đến cái rổ CPI của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì mọi người cũng đã thấy là Ngọc nghĩ là cũng giống như trong tháng 4, là khi mà cái vấn đề học phí nó bị tăng cao thì nhà nước cũng sẽ có cái phương án điều chỉnh. Ví dụ như là nếu mà giá heo hiện tại thì mọi người cũng sẽ thấy là nó đã chạm mốc quanh 70.000 đồng một kg heo hơi rồi. Thì nếu mà trong tương lai mà nó cứ tiếp tục cái đà tăng này thì chắc chắn là nhà nước họ cũng sẽ có những cái chính sách họ can thiệp. Tất nhiên là giá heo tăng thì nó sẽ có lợi cho mảng nông nghiệp, những cái hộ chăn nuôi heo hay là những cái doanh nghiệp làm heo. Nhưng mà đối với nhà nước ấy, thì họ sẽ cố gắng cân bằng lợi ích kinh tế giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp. Đó, tất nhiên là giá cả cao quá thì nó sẽ có lợi cho doanh nghiệp nhưng mà sẽ không có lợi cho người tiêu dùng. Thì Ngọc nghĩ là có thể trong tương lai thì nhà nước cũng sẽ có những cái chính sách để gọi là để kiềm chế cái câu chuyện là giá heo lại. Thế còn hiện tại thì chúng ta cũng chưa thấy nhá. Đó, thế thì mọi người cũng sẽ không cần phải, Ngọc nghĩ là có thể là trong tháng 6, tháng 7 tới
thì chưa chắc là cái câu chuyện CPI nó lại đến từ giá heo nữa đâu. Và ít nhất là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn nhìn vào cái câu chuyện phục hồi và phát triển kinh tế hơn là chúng ta nhìn vào cái câu chuyện CPI giống như năm 2023. Tại vì bối cảnh nó đã khác nhau lắm rồi mọi người ạ. Và tiếp theo thì mọi người cũng sẽ thấy là chúng ta đến với chỉ số sản xuất công nghiệp, đúng không? Mọi người hay nói là chỉ số EIP. Thế thì ở đây thì mọi người cũng sẽ thấy là vào đầu năm 2024 chúng ta có cái sự sụt giảm khá là mạnh. Đó. Thế và chúng ta sẽ thấy là đến thời điểm hiện tại thì nó đã phục hồi được một nửa chặng đường rồi. Và chỉ số hiện tại là đâu đấy là tầm 8.9. Là nó đã tăng 3.9% so với tháng trước và tăng 8.9% so với cùng kỳ. Đúng ạ? Thì cái mức tăng này thì Ngọc đánh giá đây là một cái dấu hiệu tích cực, nó đi theo đúng cái phương hướng, cái chính sách của nhà nước luôn. Là họ vẫn đang cố gắng phục hồi và phát triển kinh tế. Và mọi người cũng sẽ thấy là cái điều này rất rất đồng pha với cái câu chuyện xuất nhập khẩu mà Ngọc chuẩn bị chia sẻ ở dưới đây. Đúng ạ, mọi người cũng sẽ thấy là tính trong lũy kế 5 tháng đầu năm của chúng ta, đúng ạ, chúng ta đã có xuất siêu 8 tỷ đô, đúng ạ, một cái con số rất là lớn. Và chỉ tính riêng trong tháng 5 thì xuất khẩu đạt 32,81 tỷ đô, tăng 5,7% so với tháng trước và tổng 5 tháng đầu năm thì tăng 15,2% so với cùng kỳ. Tức là mọi những cái con số, những cái số liệu như thế này đều đem lại cho chúng ta những cái con số tích cực. Và mọi người cũng sẽ thấy là chúng ta thì xuất siêu rất là lớn về những cái mặt hàng từ máy vi tính này, sản phẩm điện tử và linh kiện. Thứ hai là các loại điện thoại và thiết bị linh kiện, máy móc, thiết bị phụ tùng dụng cụ khác. Thì mọi người sẽ thấy chủ lực ở đây về công nghệ. Cái keyword ở đây nó chính là về công nghệ. Thế thì đấy là lý do vì sao mọi người sẽ thấy là những cái cổ phiếu ngành công nghệ, ví dụ như là Fox, FPT, CMG trong cái giai đoạn vừa rồi nó cũng tăng rất là nóng. Tại vì nó cũng được hỗ trợ một phần bởi những cái yếu tố này. Khi mà chúng ta xuất siêu thì chúng ta cũng sẽ xuất siêu về những cái mặt hàng, những cái phần linh kiện công nghệ. Tại vì mọi người cũng sẽ biết là có rất là nhiều những cái doanh nghiệp, những cái brand lớn của nước ngoài ấy, họ đặt Việt Nam làm gia công. Việt Nam của chúng ta thì chưa đủ trình độ và chưa đủ chất xám để làm những cái thứ gọi là cái cao cấp hơn cho họ. Thế nhưng mà những cái sản phẩm gia công thì những cái gọi là những cái con ốc vít rồi lắp ráp các thứ về liên phụ tùng liên quan đến các thứ công nghệ ấy, hay là ví dụ như là FPT có làm về phần mềm ấy thì chúng ta vẫn làm được. Và đây là một cái tín hiệu đáng mừng cho chúng ta. Tại vì với cái tình trạng xuất siêu như thế này cộng với cái tình trạng mà người cũng sẽ thấy là chúng ta có cái gì ạ? Tình trạng nhập khẩu. Đúng ạ, tình trạng nhập khẩu nó cũng tăng. Thế thì đây sẽ là một cái dấu hiệu để các chuyên gia họ dự đoán rằng chỉ số sản xuất công nghiệp sẽ còn tăng trong tương lai và thậm chí là còn tăng trong 2-3 tháng tới đối với cái dự đoán của họ, với những cái tình trạng mà Việt Nam vẫn duy trì được đà xuất khẩu và nhập khẩu với những cái con số đều tăng như thế này. Thì lưu ý với mọi người ở đây một chút, đúng không ạ? Mọi người cũng sẽ thấy là chúng ta xuất khẩu là chúng ta rất là mạnh về công nghệ, đúng không ạ? Có máy vi tính này, sản phẩm điện tử và linh kiện này. Thế thì chúng ta nhập khẩu của chúng ta cũng lại là một lần nữa những cái sản phẩm này, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, là máy móc thiết bị phụ tùng dụng cụ khác. Tức là trong cùng cái ngành này chúng ta vừa xuất, chúng ta vừa nhập. Đó, thế thì mọi người cũng sẽ thấy là Ngọc nghĩ ở đây nó phần nào phản ánh cái trình độ đời sống cũng như là cái trình độ lao động của người Việt đã được nâng lên. Thứ nhất là những cái sản phẩm liên quan đến công nghệ nó có giá trị cao. Đó, thế thì nó phần nào nó thể hiện là cái thu nhập của người dân nó đang hồi phục trở lại và người ta sẵn sàng chi tiền cho những cái mặt hàng công nghệ nó nhiều hơn. Đó, thế thì rõ ràng là đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng trong tương lai, đúng không ạ? Và cái câu chuyện tiếp theo là nó thể hiện về cái trình độ lao động khi mà Việt Nam của chúng ta có thể sản xuất và có thể nhập khẩu được những cái mặt hàng như thế này. Đó, chúng ta vừa có nhu cầu và chúng ta cũng vừa sản xuất ra được những cái mặt hàng có giá trị sản phẩm cao về mặt công nghệ, thì rõ ràng là trong tương lai thì điều này cũng sẽ có lợi cho nền kinh tế nói chung và nó sẽ đi theo đúng cái định hướng của nhà nước. Và đối với chúng ta thì mọi người cũng sẽ thấy là bản chất về lâu về dài, cổ phiếu nó tăng giá và thị trường chứng khoán nó tăng được ấy, thì nó vẫn sẽ đi theo cái câu chuyện là phục hồi nền kinh tế. Có thể là nền kinh tế đấy nó mà không hồi phục thì dựa vào cái câu chuyện là lãi suất rồi tiền rẻ thì nó có thể tăng trong những cái giai đoạn 2023 chẳng hạn. Thế nhưng mà để nó đi về lâu về dài thì chắc chắn là nó vẫn phải dựa vào cái giá trị cốt lõi, cái giá trị nội tại của doanh nghiệp. Và mọi người cũng sẽ thấy ở đây, Ngọc có highlight một cái phần. Đó chính là trong tháng 5 này, giá trị nhập siêu của chúng ta đạt 1 tỷ đô, đúng không ạ? Mọi người cũng sẽ thấy là giá trị xuất khẩu ở đây trong tháng 5 là 32,81 và giá trị nhập khẩu trong tháng 5 là 33,81 tỷ đô. Tức là chỉ tính riêng trong tháng 5 thôi nhá, chúng ta nhập siêu 1 tỷ đô. Và ở đây thì Ngọc sẽ đưa ra cho mọi người có một cái này, đó chính là cái phần tỷ giá của chúng ta. Cái câu chuyện nhập siêu này nó cũng gì ạ, nó cũng tác động đến cái câu chuyện tỷ giá. Đó, đúng không ạ? Mọi người sẽ thường nghĩ là gì ạ? À, khi mà tỷ giá tăng thì những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu, họ xuất khẩu những cái mặt hàng ra nước ngoài, họ thu về đồng đô thì họ sẽ được lợi. Và ngược lại thì nó cũng sẽ có hại cho những cái doanh nghiệp
không phải có hại nó hại hơi quá, mà ý là nó không có quá lợi lắm, nó sẽ gây bất lợi cho những cái doanh nghiệp làm về nhập khẩu. Tại vì gì ạ? Họ sẽ phải nhập các nguyên liệu từ nước ngoài và họ phải trả đồng đô cho nước ngoài. Đấy, thì khi mà đồng đô nó đắt lên thì nó sẽ không có lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu. Thì trong tháng 5 vừa rồi, cái câu chuyện của chúng ta nhập siêu nói lên điều gì? Nói lên là gì? Nhu cầu về đồng đô đang rất là cao. Được chưa? Nó nói lên nhu cầu về đồng đô đang rất là cao. Và mọi người hãy lưu ý giúp Ngọc cái số liệu tháng 6, đúng không ạ? Tại vì đây sẽ là những cái diễn biến liên quan trực tiếp đến cái câu chuyện tỷ giá. Khi mà những cái nhu cầu về nhập siêu tăng lên thì chắc chắn gì ạ? Chúng ta sẽ phải trả đồng đô nhiều hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài để chúng ta nhập khẩu được những mặt hàng hóa về, đúng không? Chúng ta thanh toán mà, chúng ta mua hàng của họ mà. Đấy, thế thì rõ ràng là nhu cầu đồng đô sẽ còn tăng lên trong tương lai. Thế thì mọi người cũng sẽ chú ý giúp Ngọc, đây là một cái gọi là leading indicator để mọi người có thể là dự đoán về những cái xu hướng về tỷ giá trong thời gian tới. Đúng ạ, chúng ta sẽ từ cái vấn đề xuất nhập khẩu như thế này thì chúng ta sẽ link sang những cái vấn đề tỷ giá, đúng ạ, đó. Thế thì mọi người cũng đã thấy là ở hiện tại thì nếu mà tính trong tháng 5 thì chúng ta sẽ là nhập siêu, còn tính tổng 5 tháng thì chúng ta sẽ vẫn là xuất siêu. Đấy, cho nên là Ngọc mới bảo là mọi người chúng ta vẫn cần phải theo dõi trong tháng 6 và tháng 7 tới để chúng ta cuối cùng là chúng ta tổng kết xem là trong hai cái quý đầu năm, đúng không, chúng ta sẽ có số liệu đầy đủ hơn để chúng ta biết được là cái câu chuyện là Việt Nam nhập siêu hay là xuất siêu nó sẽ ảnh hưởng và nó sẽ tác động lên tỷ giá trong tương lai như thế nào, đúng không ạ? Tại vì rõ ràng là Ngọc đánh giá cái câu chuyện tỷ giá ấy, nó không phải là một cái yếu tố lớn tác động lên thị trường của chứng khoán giai đoạn hiện tại. Tại vì rõ ràng là đằng nào nước ngoài thì mọi người cũng sẽ thấy là họ vẫn bán dòng miệt mài trong suốt giai đoạn này rồi, mà thị trường chứng khoán của chúng ta vẫn được nâng đỡ, đúng không ạ? Thế thì đây, cái tỷ giá này nó không phải là cái yếu tố tác động lớn như năm 2022 nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn phải xem cái câu chuyện tỷ giá này, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến các chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng như là chúng ta sẽ dõi theo cả Fed nữa. Tại vì bản chất hiện tại Ngân hàng Nhà nước của chúng ta đang đánh cược với cái câu chuyện là Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9. Thế nếu mà bây giờ chúng ta đặt ra giả thuyết là Fed mà không hạ lãi suất vào tháng 9 thì sao? Đúng không? Thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta cần quan tâm, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến các chính sách điều hành của chúng ta, đúng không ạ? Thì anh Phúc có thể chia sẻ thêm với mọi người về những cái câu chuyện dòng vốn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta sẽ thấy là đồng đô tăng lên như thế, thì cái dòng vốn FDI đầu tư ở Việt Nam nó tăng hay giảm, hay là người ta không có muốn đầu tư vào Việt Nam nữa, tại vì người ta chỉ muốn ôm đồng đô thôi. Ok chưa? Thì mọi người thấy là gì ạ? Tỷ giá tăng thì tất nhiên mọi người thấy là khối ngoại nó có xu hướng là nó rút tiền về, nhưng mà đôi lúc ấy cái khối ngoại rút tiền về nó trên thị trường chứng khoán thôi. Còn một bản chất mọi người nhìn vào cái vốn FDI trong vòng 5 tháng đầu năm thì nhìn chung nó vẫn đang ở xu hướng tăng nhá. Có tháng 5 này nó có xu hướng giảm đi một chút xét về tổng. Nhưng tháng 5 này nó lại nổi bật lên ở cái đăng ký điều chỉnh, nó lại tăng rất mạnh. Đấy, các bạn nhìn ba hạng mục này, đăng ký mới thì tháng 5 này nó giảm đi so với các tháng trước, đúng không? Nhưng mà xét về tổng 5 tháng đầu năm nó vẫn là một mức rất là mạnh. Tức là FDI vào Việt Nam vẫn đang rất lớn. Đó, thì các bạn sẽ nhìn nổi bật của tháng 5 là phần đăng ký điều chỉnh nó tăng lên. Đấy, nhìn chung về tổng quan ấy thì các bạn sẽ thấy là gì? FDI vẫn đang là gì? Đi về Việt Nam nhiều hơn và thu hút tốt hơn so với năm ngoái. Thế thì vừa rồi là những cái dữ liệu vĩ mô. Đánh giá cho anh chị em thì anh em chị em có thể tổng kết lại một cái tổng quan như nào. Thứ nhất là cái lạm phát nó đang có xu hướng tăng lên nhưng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nó vẫn dưới gì ạ? Dưới 5%, dưới 4.5, đúng không? Cái thứ hai là gì? Mọi người thấy những cái dữ liệu, đặc biệt là về sản xuất công nghiệp, những cái dữ liệu gì ạ? Hoặc thể hiện lên là kinh tế đang phục hồi trở lại. Đó, các hoạt động kinh doanh đang phục hồi trở lại, đúng không? Còn xuất nhập khẩu thì chúng ta cũng thấy là gì ạ? Chúng ta đang có dấu hiệu của nhập siêu của tháng này. Cho nên là cái tỷ giá nó bị ảnh hưởng. Đó, từ đó chúng ta thấy được bối cảnh là gì ạ? Chúng ta vẫn đang trong chu kỳ phục hồi kinh tế, nhưng nhà nước cũng phải đánh đổi nhiều thứ đấy. Đó chính là đánh đổi của lạm phát này, đánh đổi của tỷ giá này. Đó, cho nên là tại sao chúng ta sẽ tập trung những cái doanh nghiệp nó được hưởng lợi là gì? Là những doanh nghiệp phải có sự tăng trưởng hoạt động kinh doanh trở lại, đi cùng với câu chuyện kỳ vọng của nhà nước, đó chính là doanh nghiệp đấy phải phục hồi hoạt động kinh doanh. Ok chưa? Đó, thì nhìn chung cái bức tranh của vĩ mô tháng 5 này mình nghĩ là nó không có điểm gì gọi là quá là làm xoay chuyển như kiểu làm tăng mạnh thị trường hay là giảm mạnh thị trường, mà nó khá là trung tính. Những cái số liệu của tháng 5 này nó không tạo ra cái sự đột phá gì về việc giúp cho VN-Index sẽ tăng mạnh hay VN-Index giảm mạnh. Đó, thì vĩ mô tháng 5 nhìn chung là nó ở trạng thái cân bằng.